Mặc cho vợ than thở, Lộc Phù Hồ vẫn vui vẻ đi hát tay vịn với Huấn Hoa Hồng. Mới đây, như chúng ta đã biết, vợ của Lộc Phù Hồ đã đăng hình ảnh và dòng trạng thái phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Cùng với đó là than trách Lộc Phù Hồ đã tự mình đánh mất hạnh phúc gia đình. Giữa lúc người vợ liên tục có những động thái thở than, thì Lộc Phù Hồ lại đang đi theo Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Saba TV học cách làm giàu, hát hò, vui chơi giải trí. Thậm chí xung quanh Lộc Phù Hồ còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Anh thì vẫn cứ tỉnh bơ, như thể không quan tâm cảm xúc của vợ. Liệu đây có phải nguyên nhân dẫn đến rạn nứt tình cảm giữa vợ chồng Lộc Phù Hồ? Hai thầy này chỉ được 9 điểm thôi, không được 9,5 điểm đâu nha. Thế là hỏng. Các bạn thì nghĩ sao về những hành động này của Lộc Phù Hồ giữa lúc rạn nứt xảy ra? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.